Thưa quý vị và các bạn thân mến, thú tội qua truyền hình, chiêu trò của nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam. Với gương mặt bầm tím và nhiều vết xước trên sống mũi, ông Lê Đình Công, con của cụ Lê Đình Kình, người bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cáo buộc là chủ mưu tấn công lực lượng chức năng ở Đồng Tâm hôm 9 tháng 1, thừa nhận những hành động sai trái của mình trên truyền hình Việt Nam. Chương trình thời sự tối ngày 19 lúc 19 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2020. Tôi đóng xăng vô chai bia, tổng cộng được 4 két. Lúc đầu chúng tôi cũng ném đá xong rồi ném bom xăng. Các lực lượng chức năng kêu gọi chúng tôi đầu hàng. Chúng tôi không đầu hàng và chúng tôi tiếp tục ném đá và bom xăng. Cùng thú tội với việc chế tạo bom xăng, đổ xăng, đốt công an, còn có những người họ hàng gần khác của cụ Lê Đình Kình, người đã tử nạn trong vụ công an tấn công vào xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội rạng sáng ngày 9 tháng 1 vừa qua. Phóng sự này của VTV ngay lập tức vấp phải những phản ứng từ nhiều người trên mạng xã hội vì cho rằng đây chỉ là lời thú tội bị cưỡng bức. Theo thông tin từ người dân Đồng Tâm mà đài chúng tôi đã nhận được hồi rạng sáng 9 tháng 1, nhà cầm quyền Hà Nội đã huy động hàng ngàn quân có trang bị vũ khí và chó để bắt giữ những người dân chống việc cưỡng chế khu đất Đồng Xanh thuộc xã Đồng Tâm. Người dân cho rằng đất này là đất canh tác của dân, trong khi nhà cầm quyền khẳng định đây là đất quốc phòng. Theo thông báo của Bộ Công an, vụ đụng độ đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, bao gồm 1 người dân và 3 công an. Khoảng 30 người khác bị bắt giữ chiều ngày 13 tháng 1 năm 2020. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố 22 bị can với các tội danh giết người và chống người thi hành công vụ. Quyết định khởi tố này cũng trùng với những lời thú tội của các ông Lê Đình Công, Lê Đình Quang, Lê Đình Danh trên VTV vào cùng ngày. Thế nhưng, người dân trong nước từ lâu không lạ gì với việc nhận tội tương tự vì nó xảy ra cả chục năm trước với những video nhận tội ân hận xin được khoan hồng của các nhà bất đồng chính kiến như Trần Anh Kim, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Chí Thức, Lê Công Định, v.v. Đó là chuyện của các thập niên về trở về trước khi mạng xã hội chưa lớn mạnh như bây giờ. Người dân không có thông tin gì khác ngoài báo chí và truyền hình của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Với một thế giới được coi là bằng phẳng như hiện nay, thông tin không chỉ gói gọn trong khuôn khổ truyền thông nhà nước thì cách đưa những video thú tội lên truyền hình có còn tác dụng hay không? Nhà hoạt động Lã Việt Dũng từ Hà Nội lên tiếng: "Tôi thấy đây là một phương pháp đã ăn vào não trạng của ngành công an cũng như truyền hình của Cộng sản Việt Nam. Họ sẵn sàng bất chấp mọi phương pháp với mục đích miễn sao người bị bắt nhận tội trên truyền hình. Khi làm như vậy, họ cho rằng đã trấn an được dân chúng. Cách làm của VTV theo tôi là ngu ngốc và coi thường dư luận cũng như cộng đồng quốc tế." Ông Lã Việt Dũng không tin vào những lời được cho là nhận tội này, bởi theo ông, những nông dân can trường giữ đất bao nhiêu năm, phản đối việc nhà cầm quyền cướp đất bao nhiêu năm, không thể nhận tội ngay chỉ sau vài ngày bị tạm giam tạm giữ như vậy. Ông cho rằng, những người bị đưa ra thú tội đã chứng kiến việc ông Kình bị bắn chết, họ bị đánh đập bầm tím mặt mày nên tinh thần của họ bị lung lay và họ buộc phải nhận tội. Có thể dẫn chứng một ví dụ, tháng 10 năm 2018, trong một bức thư gửi về cho gia đình, anh Nguyễn Văn Hóa, người đang phải thụ án 7 năm tù tại trại giam An Điềm, Quảng Nam về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cho biết Phó Giám thị trại giam Công an tỉnh Nghệ An đã đánh đập anh tại phòng cách ly của tòa khi anh được đưa đến để làm chứng trong phiên xử ông Lê Đình Lượng vào sáng ngày 16 tháng 8 năm 2019. Việc đánh đập xảy ra sau khi Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Viết Dũng phản cùng tại tòa, bác bỏ mọi cáo buộc mà cả hai tù nhân trẻ này cho là quy chụp nhắm vào ông Lê Đình Lượng. Luật sư Ngô Anh Tuấn, người trợ giúp pháp lý cho người dân Đồng Tâm trong vụ tranh chấp đất đai, nói với chúng tôi rằng nhận tội như vậy không có nghĩa là họ phạm tội. Ông giải thích: "Theo như báo chí và truyền thông nhà nước đưa tin thì đại đa số họ nhận tội. Tuy nhiên, việc nhận tội đó không đồng nghĩa với việc có quyền hồ đồ phán quyết họ là những người phạm tội, bởi vì vẫn có thể xảy ra oan sai trong suốt quá trình tố tụng. Thực tế, ở Việt Nam, các tình huống bị can, bị cáo nhận tội trên truyền hình, thậm chí nhận tội trước phiên tòa vẫn có sự oan sai."
Nhà hoạt động Vũ Quốc Ngữ, giám đốc tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền The Defenders, người được vinh danh giải Nhân quyền và Pháp quyền năm 2019 nói với chúng tôi rằng Nhân quyền Cộng sản Việt Nam làm như vậy để cố chứng minh cho người dân trong nước và cộng đồng quốc tế rằng họ bắt đúng người đúng tội, để chứng minh ở Việt Nam không có tù nhân lương tâm, không có tù nhân chính trị mà chỉ có những người làm sai trái pháp luật, mục đích của họ chỉ là tuyên truyền. Ông Vũ Quốc Ngữ cũng khẳng định cách làm của chính phủ Việt Nam dập khuôn y như của Cộng sản Trung Quốc. Đây là cách làm bắt chước Trung Quốc theo báo cáo của tổ chức Sophie Watch Defenders. Đây là hình thức rất phổ biến ở Trung Quốc, đã có mấy chục nhà bất đồng chính kiến bị đưa lên truyền hình nhận tội như vậy. Báo cáo của tổ chức Safe Votes Defenders, phía sau những lời thú tội trên TV đưa ra con số 45 trường hợp thú tội trên đài truyền hình từ năm 2013 đến năm 2018. Báo cáo có bằng chứng cho thấy những người bị tạm giam và gia đình của họ bị đe dọa, bị tra tấn và cảnh sát chỉ đạo những lời thú tội. Ngoài việc những nhà bất đồng chính kiến, những người tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền ở trong nước bị đưa lên truyền hình với những lời thú tội. Một người được đưa lên truyền hình nhận tội khiến người dân ngỡ ngàng là vụ ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu quan chức chính phủ bị bắt cóc từ Đức trở về. Ông Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trên VTV vào tối ngày 3 tháng 8 năm 2017, thú tội về việc bỏ trốn sang Đức vì lo sợ trước kết luận của vi phạm và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu trong thua lỗ của PwC. Trên truyền hình, ông Thanh cũng tỏ ra hối lỗi và nhận đầu thú. Trong khi đó, chính phủ Đức cáo buộc tình báo Việt Nam sang Berlin bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào ngày 23 tháng 7 năm 2017. Ông Vũ Quốc Ngữ cho rằng chính phủ Việt Nam vẫn có thể lừa được quốc tế nếu không có những báo cáo từ phía những người bất đồng chính kiến trong nước đưa ra. Chính vì vậy, tổ chức Defenders và tổ chức Safe Goods Defenders đang phối hợp làm một báo cáo về tình trạng nhận tội trên truyền hình Việt Nam, trong đó có cả vụ mới nhất là Đồng Tâm, ông nói. Tổ chức của chúng tôi cũng như các tổ chức Safe Goods Defenders đã đưa ra vụ này cho quốc tế với những cáo buộc rõ ràng. Chúng tôi sẽ công bố báo cáo về hiện tượng này trong vòng một vài tuần tới. Một trường hợp nữa là tối ngày 18 tháng 6 năm 2018, anh William Nguyễn, người Mỹ gốc Việt, bị bắt do tham gia biểu tình phản đối luật đặc khu và an ninh mạng vào ngày 10 tháng 6, đã xuất hiện trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. HTV phát biểu rằng anh ấy lấy làm tiếc về những hành động vi phạm luật Việt Nam, gây tắc nghẽn giao thông trên đường ra sân bay, gây phiền nhiễu cho người thân và gia đình. Lúc bấy giờ, AFP cho rằng hình thức thú tội được dàn dựng là phổ biến tại Việt Nam, với những người bị cáo buộc phải công khai lên tiếng nhận tội để đổi lại một mức án nhẹ hơn. Cộng sản Việt Nam vẫn tuyên truyền là quân đội ta là quân đội anh hùng, ra đường là gặp anh hùng. Đúng thế, trước năm 1975 quân đội của Đảng rất anh hùng, đánh mặt trận nào thì cũng nghiên cứu coi chỗ đó quân có bao nhiêu, sau đó mới kéo đại binh đông gấp 10 lần để tràn ngập theo chiến thuật lấy thịt đè người của Tàu Cộng. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân đội và công an Đảng ta càng tỏ ra anh hùng hơn bao giờ hết. Chỗ nào cần cưỡng chế để cướp đất người dân thì dốc toàn lực lượng quân đội và cảnh sát cơ động, dân phòng đến để uy hiếp và đập phá nhà cửa của người dân để chiếm đất. Nếu có bồi thường thì giá cũng rẻ mạt so với giá thị trường hiện tại gấp nhiều chục lần. Được trang bị tận răng và được trang bị những dụng cụ bằng chính tiền thuế của người dân để khi hữu sự chống lại chính người dân và đàn áp người dân để cướp đất. Nổi bật nhất là vụ cưỡng chế đất tại Tiên Lãng. Đây là một vụ án về tranh chấp đất đai giữa ông Đoàn Văn Vươn và ở Cống Dọc, Vinh Quang cùng với gia đình và Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Cả một đội quân hùng hậu có xe bọc thép tiến thẳng vào cưỡng chế gia đình ông Vươn, chỉ có mấy bình ga. Vụ án thu hút dư luận Việt Nam vì đây được coi là đỉnh điểm về xung đột đất đai. Cũng những bất cập về cả pháp luật về đất đai, việc thực thi pháp luật ở các cấp địa phương và một số tổn thất chính trị to lớn. Kết quả là 4 công an và 2 người
thuộc ngành quân đội bị thương, 6 người dân bị bắt và bị khởi tố, việc thu hồi đất bị hủy bỏ, một số cán bộ địa phương bị đình chỉ công tác và bị cách chức vì làm trái pháp luật. Từ chiến thắng lẫy lừng này, quân ta đã hoàn toàn làm chủ tình hình. Địch bị bắt 6 tên, chờ truy tố. Cuối cùng, quân ta 19 người được cho là tham gia đánh đập phá nhà của ông Vươn, có danh sách cụ thể nhưng không bị truy tố vì chỉ là thi hành lệnh của cấp trên. Chỉ có 2 chiến sĩ, chủ tịch huyện và phó bí thư huyện Anh Hùng bị khởi tố vì làm sai pháp luật. Vụ vườn rau Lộc Hưng, quân ta cũng dùng chiến thuật biển người, đột nhiên dùng chiến thuật đánh úp, cái rụp, làm cho quân địch trở tay không kịp, thậm chí địch bỏ của chạy lấy người. Mấy tên ngụy thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn không kịp mang chân giả để chạy. Quân ta hoàn toàn vô sự. Địch thiệt hại nặng nề, toàn bộ cơ sở bị tan hoang. Địch khóc bù lu bù loa, lại thêm một chiến công hiển hách nữa của đảng ta. Và mới đầu năm thêm một chiến sĩ, sẽ thêm một chiến công lừng lẫy nữa, chẳng là vụ Đồng Tâm. Trước đây quân ta bị bại trận địch do lão tướng 82 tuổi lúc bấy giờ là cụ Lê Đình Kinh chỉ huy đã bắt sống 38 người, trong đó có cả chính quyền và cảnh sát cơ động. Để rửa nhục, lần này quân ta đã anh dũng bất ngờ tung quân đột kích vào nhà của lão tướng Lê Đình Kinh với 3.000 quân. Theo lời của một nữ công an khóc chồng cho là té giếng chết: "Chồng ơi, 3.000 quân, tại sao lại là anh?" Cuộc diễn ra hết sức khốc liệt vì ba người của quân ta nhảy qua nhà của quân địch trong lúc tối trời nên đã lọt vào hầm trông giếng trời của địch và bị đốt cháy, theo như phóng viên Lê Đạt đã loan tin. Sau đó 3.000 quân tinh nhuệ của ta đã bắn chết một tên giặc già 3 phát đạn khiến tử vong ngay tại trận, và một tên giặc con 9 tháng tuổi bị trúng khói cay của quân ta cũng đang ngắc ngoái chờ Diêm Vương lật sổ, tình trạng chưa biết sống chết ra sao. Đây là chiến công lẫy lừng từ trước đến nay mà quân ta đã thực hiện. Với chiến thắng đầu năm nay, 3 cảnh sát cơ động quân ta đã được phong tặng chiến công hạng nhất và bằng Tổ quốc ghi công té giếng này. Xin kể ra mấy chiến thắng hiển hách mà quân đội và công an anh hùng của chúng ta đã thực hiện khiến cho quân địch thua sút vó, nhưng lại không có trực thăng như ngày xưa để đua ca như dư luận viên và đảng vẫn tuyên truyền. Đúng là hèn với giặc, ác với dân. Giặc vào bắn giết ngư dân ngoài Biển Đông thì quân đội ta anh dũng núp trong bờ cho nó lành. Lo làm kinh tế không dám thò mặt ra ngoài đối diện với tàu cộng, nhưng hễ có dịp cưỡng chế cướp đất của dân oan thì kéo nhau hùng hổ, hăng hái súng nhau vào vặt lông vịt cho dân oan không thể kêu lên được. Xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 40 km về phía tây nam. Dân số xấp xỉ 8.647 người, phân thành 2.572 hộ gia đình. Biến cố Đồng Tâm Hà Nội bắt nguồn từ cuộc tranh chấp đất đai kéo dài từ năm 1980, khi nhà cầm quyền Hà Nội hoạch định xây dựng sân bay Miếu Môn trên địa bàn 3 xã huyện Chương Mỹ và Đồng Tâm. Với lý do quốc phòng, nhà cầm quyền Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định thu hồi 208 hectare đất, và sau một thời gian dài không thực hiện được dự án, Lữ đoàn 28 phòng không không quân đã bàn giao lại số đất nông nghiệp cho Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm. Nhưng đến năm 2015, Bộ Quốc phòng lại cho thu hồi trên 50 hectare đất để giao cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, một công ty thương mại của Bộ Quốc phòng quản lý, trong đó có 47,36 hectare đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm. Quyết định thu hồi đất độc đoán này đã bị nhân dân toàn xã Đồng Tâm phản đối quyết liệt. Nhân dân xã Đồng Tâm cho rằng đất Đồng Xanh là đất nông nghiệp canh tác của xã chứ không phải là đất quốc phòng. Đại diện cho nhân dân Đồng Tâm, cụ Lê Đình Kình, một người có nhiều uy tín trong xã, đã đưa đơn kháng cáo và tuyên bố kiên trì tranh đấu giữ đất ruộng bằng con đường đối thoại và pháp lý, mặc dù các cuộc thảo luận giữa người dân và nhà cầm quyền diễn ra từ năm 2017 đến năm 2019 đã không đưa đến kết quả. Nhưng phía nhà cầm quyền Cộng sản chỉ muốn dùng đối thoại như kế hoãn binh, chứ không thực sự muốn tìm giải pháp ôn hòa để tháo gỡ bế tắc, mà quyết dùng bạo lực để chấn áp. Cuộc tấn công được Bộ Công an lên kế hoạch chuẩn bị rất kỹ lưỡng vào khoảng 4 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020.
Các lực lượng an ninh lên đến hàng ngàn người cầm theo gậy gộc, rùi cui, súng, khiên đổ về bao vây thôn Hoành, xã Đồng Tâm. Họ ném pháo sáng, bắn đạn hơi cay, chặn hết các ngõ ngách, lùng đuổi, đánh đập, thâm tím mặt mày của cả phụ nữ, người già. Cuộc trấn áp nhằm thu hồi đất ruộng của nông dân bằng bạo lực đã làm cho nhiều người thiệt mạng và bị thương. Trong số những người tử vong ngoài ba nhân viên của bên công an còn có cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, cựu bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm, người lãnh đạo đồng tổ đồng thuận của xã Đồng Tâm. Báo chí quốc doanh mô tả ba cảnh sát bị chết là anh dũng hy sinh, còn cụ Kình là kẻ chống đối bị giết chết. Ngày 11 tháng 1 năm 2020, ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho ba cảnh sát tử vong khi đàn áp tại xã Đồng Tâm. Cả ba chiến sĩ công an đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, huân chương té giếng. Chiến dịch quân sự càn quét đẫm máu của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã gây bàng hoàng và phẫn nộ trong công luận người Việt trong và ngoài nước. Các tổ chức dân sự Việt Nam đã lên tiếng kết án việc dùng bạo lực quân sự đàn áp nhân dân xã Đồng Tâm, đồng thời đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản phải khởi tố ngay những kẻ chủ mưu, kẻ thừa hành trong việc biến đất của người dân Đồng Tâm thành đất của một nhóm lợi ích giả danh nhà nước, cũng như truy tố thành phần chỉ đạo cuộc tấn công của Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trước pháp luật vì tội cố sát nhân dân xã Đồng Tâm. Thảm sát Mỹ Lai hay thảm sát Sơn Mỹ bị dư luận thế giới kết án là một tội ác chiến tranh và là một vết nhơ trong lịch sử của quân đội Hoa Kỳ gây ra trong thời chiến tranh Việt Nam. 52 năm sau, trong thời bình, một vụ thảm sát kinh hoàng lại xảy ra tại một xã thuộc thủ đô Hà Nội. Công an nhân dân cố sát nhân dân trong một cuộc tranh chấp đất đai. Nhà cầm quyền Mỹ và quân đội Mỹ đã nhìn nhận lỗi lầm, còn Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà cầm quyền bao giờ lên tiếng trả lại sự thật và công lý cho nhân dân Đồng Tâm? Nhân dân đang chờ một câu trả lời minh bạch của một chế độ luôn tự xưng là chế độ của dân, do dân và vì dân. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.